Này em có ngàn người cái này nè, chiến được hai chiến thì em luôn, chiến được không thành thì không nữa. Chiến này thì nặng 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 ngàn, nặng lắm luôn ngàn. Gì đấy, gì đấy, trời ơi, quá trời luôn mọi người. Vô vô, vô một khúc luôn mọi người. Vô vô vô. Gì đây? Từ nắng thấy nóng lạnh nè mọi người. Thì hôm nay cũng tới ngày đi thăm bẫy này nha mọi người. Cái điểm bẫy này ở đây có hai cái nha mọi người, ba cái mà em rút hết cái là bên cái gặp mé nóc nhà mồ có người ta ấy cho nên em rút mà. Thì hành trình của em hôm nay tôi lưới nha mọi người, số chuột cũng hầm mấy ba chục con chuột đó nha mọi người. Lúa thì em để bớt ngoài xe đây. Giờ mời mọi người theo chân em đi thăm bẫy rắn hôm nay nha mọi người. Cái bẫy ngoài đó là dính hai con hổ rồi nha mọi người, hai chiến dính hai con hổ. Chiến này không biết như thế nào. Bây giờ để la tới bẫy rồi em quay cho mọi người xem nha mọi người. Dưới đây em có con cái này nha mọi người, cái này là dính hai con hổ nè, con cục đu với con một ký nha mọi người. Chiến này không biết sao đây. Thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha, anh em đồng nghiệp luôn nha. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy thành công trong công việc nha mọi người. Em thấy cái gì nó hơi bóng bóng rồi, nó bị khuất quá. Đây lưỡi móc nó ra nha mọi người. Ủa sao thấy bóng bóng mà sao không thấy gì tân à? Sao thấy bóng bóng mà nhẹ xìu quá. Trời ơi, thấy thèm thiệt chứ. Nào mọi người, anh thấy bóng bóng rõ ràng. Tưởng đâu cái gì? Ai vậy, con hành mini? Trời ơi, thấy thèm mày thiệt chứ. Vô dứt con chuột luôn. Cái đầu tiên dính hành mini mọi người. Rồi để em bắt nó ra luôn nha mọi người. Kệ, bỏ dần túi lấy hên. Cái thứ hai của điểm này nha mọi người, điểm này chỉ có hai cái thôi. Nó nằm ở trong đây nha mọi người. Không dính gì nha, siêu. Còn chuột không mọi người? Em xuống tới dưới đây này nha mọi người. Thì cái luồng bẫy này hôm bữa em cuốn, ở ngoài kia em cuốn hết trơn. Em đem vô đây em chừa lại một cái, bên đây một cái, bên kia hai cái để bắt rắn hổ không mọi người. Tại bữa em thấy gặp cái da rắn hổ á. Lúc ở trong đó. Nhà heo luôn, không dính nha mọi người, chết chuột luôn. Em đi nãy giờ không dính luôn mọi người, hết mười mấy cái rồi, lại tới đây dính con rắn nước rồi mọi người. Cái này dính thấy nặng nặng, tưởng nó hổ hành hay gì. Vậy con rắn nước, con rắn nước chạp bá luôn. Con rắn nước này chứ ngon hơn con hổ hành gì nha mọi người.
giá trị của nó cũng ngon lắm á. Rồi con rắn nước này em phải bao cái bẫy em bắt nó ra mọi người, chứ nó cắn như chó vậy. Sớm giờ dính được á. Nè mọi người, hai con hổ hành ba, thấy thèm không? Mười mấy cái bẫy nè mọi người. Thôi để em ốp máy em bắt nó ra cái nha mọi người, nó đang cắn dữ lắm. Hôm nay em có con cái nha mọi người, mới thấy con chuột hay con gì chạy bên kia nhà của người ta. Sớm giờ đi muốn xỉu luôn, không dính luôn mọi người, con chuột nó mất tiêu luôn rồi. Có phân rồi nha mọi người mà gì mất tiêu, con rắn nó mất tiêu, đừng nó bị bắt rắn nữa nha. Hôm thì hôm này nó gài luôn nha mọi người. Còn đây chắc cứu cái này bị bắt rắn luôn. Tiếp tục nha mọi người, dưới đây em có con cái nè, cái dưới đây hôm rồi cũng dính con hổ sáp nè mọi người. Cái này không biết có dính hay không nè, cái này hổm nhán ngập nước. Ồ thấy hơi nặng nha mọi người. Ui đại ca nữa mọi người ơi. Nè một cục nữa. Con này nhỏ bự hơn con hổm nha mọi người. Con này con hổm 5 nửa ký. Con này chắc được 8-9 lạng nè mọi người. Đây. Cắn đây. Con này cũng mới vô nha mọi người, cái đầu còn thiệt đẹp. Chết bà cái túi lưới em bỏ ngoài kia rồi mọi người ơi. Cái lưới kia em bỏ ngoài kia rồi, giờ sao đây nữa. Mà để em cột nó lại nha mọi người, quấn cái bao lại cho để nó ấy hồi tày đầu uống. Hồi lao ngoài kia để em bắt cho mọi người xem nha. Mấy anh em có hai cái nha mọi người, hai cái này em bỏ nay 2 tuần rồi đó. Tại mỗi lần đi thăm cái có người ta ở ngoài đây người ta cắt cỏ đâu á, không ra được, không biết còn không. Ôi còn còn, mà quan trọng là dính hay không. 2 tuần nữa rồi nha, hiu luôn, chuột chết mà sao dính. Rồi để em đặt lại nha mọi người. Cô bé nó múc rồi mọi người, nó múc cái bờ này, còn cái bờ em đặt lên chỗ này không biết nó có múc không nữa. Ở đây có con cái nha mọi người, ở đây dính không dính chắc em cũng rút đi nha mọi người, chứ để nó múc cái hư cái bẫy uổng, hư cái bẫy của mình. Ở trong kia nó thấy mình đi ra đây nó dòm quá trời dòm luôn. Ở trong đó mọi người, trong đó khuất mấy cái cây bồng bồng này mọi người không thấy đâu. Đây em có con cái nha mọi người, cái này thì cũng dính được 2 chuyến rồi, im lu chuyến hổ hành, chuyến hổ ngựa. Ồ chiếc này thấy nặng nặng nha mọi người, nặng ngang, nặng lắm luôn ngang. Con gì đây, con gì đây, trời ơi quá trời rồi mọi người. Vô 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 một khúc luôn mọi người, vô vô vô. Con gì đây, trời ơi con hổ nữa mọi người ơi, cả ký luôn á mọi người. Thôi cái con hổ kia em chưa bắt ra nữa mọi người, còn dính thêm con nữa. Rồi đi ra ngoài em bắt luôn nha mọi người, quá phê rồi.
từ đầu bữa nay xóa clip nhờ có hai con hổ. Rồi bây giờ thì cũng đã hết bẫy rồi nha mọi người, để em đi la thăm cái kia không dính. Thì giờ em bắt hai con hổ này ra để em kết thúc clip luôn nha mọi người. Bữa nay chiều là 30 cái mọi người. Trời ơi hung dữ á. Không có hai con hổ này chắc đói thiệt luôn mọi người. Đây. Mọi thấy không? Răng hổ là phải dính như thế này. Đây con nữa nha mọi người. Vậy nó mới phê. Đây. Đây một cục luôn nè mọi người. Một cục chà bá luôn nè. Nó nằm cứng ngắc cái lọp luôn. Con này thì còn hơi nhỏ nha mọi người. Còn con này thì cứng ngắc cái lọp luôn, đen xì lì luôn. Con này hổ đất cái gì đây? Đi hồi hỏi đại ca thử coi. Trời ơi. Con này tệ gì cũng phải hơn 1 kg nha mọi người. Quá sướng mọi người. Đĩa nữa. Con này để em chọc cho nó lú cái đầu ra cái nha mọi người, nó nằm một cục ở trong đây luôn rồi. Cho mọi người thấy cái đầu của nó chứ. Đây nè. Đó, giờ nó mới chịu bung ra mọi người. Đó. Đây. Thấy nóng lạnh chưa mọi người? Con này quay cái đầu lại chung luôn coi. Đó. Để em bắt nó ra nha mọi người, em bắt nó ra chứ không giỡn nó với nó nữa. Mấy con này giỡn với nó nguy hiểm lắm. Rồi để em dựng máy lên để bắt ra nha mọi người. Con này thì hơi hiền hơn con này. Ánh mắt sát thủ luôn. Yeah. Bữa nay không có hai con bay là vợ chồng ta đói rồi. Rồi để em bắt ra nha mọi người. Con này chắc cũng mới vô mọi người. Con này không thấy phân trò ở đâu hết trơn. Nói chung là hai con này mới vô không mọi người. Nè, mới ỉa nè. Đầu chưa trầy luôn. Chọc chọc hồi trầy cái đầu luôn. Rồi đem dựng máy lên bắt ra nha mọi người. Rồi đem bắt nó ra nha mọi người. Dựng cái chân này nó gió thổi nó cà lắc cà lắc cà lắc. Đem qua cái hướng bên kia mọi người. Gió thổi hơi ngược gió nó lắc quá. Nó hơi lắc mọi người thông cảm nha mọi người. Đồ của em này đồ cùi bắp không mà không có tiền mua đồ xịn. Con này nó hung dữ và cố kiểm tra túi lưới trước nha mọi người.
ra rồi nó hung dữ quá trời mọi người. Gió thổi quá. Tiếp tục bắt con thứ hai nha mọi người. Đã thấy nóng lạnh luôn mọi người ơi. Quá phê. Ui 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 ui. Ghê quá. Ghê quá mọi người ơi. Lũi cái đậu lên. Hai con này phải là 2 kg, 2 kg nha mọi người, hơn 2 kg nha mọi người. Quá em. Nãy giờ gió thổi cái điện thoại nó hơi lắc lắc, mọi người thông cảm cho em nha. Rồi, xong cuộc hành trình buổi chiều hôm nay nha mọi người. Thì đây, thấy thèm không? Một con rắn nước với hai con hổ hành. Không dính hai con hổ này là coi như là bữa nay là đói nha mọi người. Con này một con hổ đất với một con hổ sáp nha mọi người. Đen mông luôn à. Em cũng ớn ớn đó nha mọi người. Mới hôm bữa ngày hôm qua coi hay tin của Võ Minh Phụng á, cho nên giờ mình cũng thấy nói chung cũng ớn ớn. Võ Minh Phụng là thầy mà còn phải bị, còn tụi em thì không dám đâu nha mọi người, không dám đùa giỡn với tụi nó đâu, bắt là phải bắt cho an toàn. Rồi ok, thì buổi chiều hôm nay là được thành quả nhiêu đó nha mọi người. Con rắn nước này thì về em chiên nước mắm đó, còn hai con này thì kiếm tiền xăng với mua được vài ký gạo nha mọi người. Thì mọi người có yêu mến em thì hãy cho em xin một đăng ký nha mọi người, một like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha mọi người. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye mọi người. Bữa nay quá êm nha mọi người, buổi chiều quá quá im, quá may mắn rồi.